Trong cái video này thì mình sẽ chia sẻ tiếp tục với các bạn về một cái chiến lược khi mà thực hiện giao dịch quỹ. Thì có hai cái chiến lược mà mình chia sẻ với các anh chị và các bạn, đó chính là tích lũy hàng tháng, và thứ hai nữa là chúng ta phải phân bổ danh mục quỹ theo một kế hoạch tài chính cá nhân. Và trong cái video tiếp theo thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái chiến lược phân bổ tài sản quỹ năm 2021. Mình phân bổ bao nhiêu phần trăm vào quỹ, và mỗi một quỹ thì mình phân bổ như thế nào để các anh chị và các bạn dễ dàng theo dõi. Cái việc tích lũy tài sản hàng tháng thì chúng ta sẽ thực hiện như thế nào? Chúng ta tích lũy liên tục hàng tháng và hàng năm như là chúng ta bỏ lợn tiết kiệm. Cụ thể tôi lấy một cái ví dụ như thế này cho các bạn tham khảo. Ví dụ tháng 1 chúng ta bỏ 1 triệu này, tháng 2 chúng ta bỏ 1 triệu này, tháng 3 1 triệu, tháng 4 1 triệu, tháng 5 1 triệu, tháng 6 1 triệu, tháng 7 1 triệu, tháng 8 1 triệu, tháng 9 1 triệu, tháng 10 1 triệu, tháng 11 1 triệu, tháng 12 1 triệu. Như vậy cứ liên tục hàng tháng như vậy, hết năm này qua năm khác chúng ta bỏ lợn tiết kiệm vào quỹ. Rất là dễ đúng không anh chị và các bạn? Đó. Tôi sẽ chia sẻ với các bạn về cái chiến lược phân bổ tài sản quỹ đầu tư trong năm 2021 như sau. Với số tiền giả định là 500 triệu đồng và cái mức lợi nhuận của toàn bộ danh mục đầu tư là 15%. Thế thì chứng chỉ quỹ tôi sẽ phân bổ là khoảng độ 15%. Và tôi sẽ đầu tư vào chứng chỉ quỹ cổ phiếu VN30 với số tiền là khoảng 75 triệu. Đó. Tuy nhiên này, với cái 75 triệu này thì tôi sẽ không vào một lần, mà tôi sẽ chia nhỏ ra hàng tháng, mỗi một tháng tôi sẽ bỏ vào khoảng độ 5 triệu để tôi thực hiện đầu tư. Đó, và rất là đơn giản như vậy thôi.